Thêm một bài mới nữa nhé. Kèm theo bài mới này, có một tin vui nữa cho mọi người. MV của bài này sẽ ra mắt tháng sau. Và mình kiến thức công tác. Và cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn đợi của mình. Và mình cũng rất là nóng lòng được gặp lại mọi người. Và nhiều nữa sau đây là sau. Bye.
Cảm ơn Sài Gòn. Sài Gòn cũng rất là tuyệt vời. Thank you.
hát cuối cùng của tụi mình trong buổi tối ngày hôm nay. À, tụi mình nhớ mọi người lắm, mọi người thực sự tụi mình rất là nhớ mọi người và tụi mình rất là muốn chơi thêm nhiều bài nữa, nhưng mà có thể sẽ hẹn mọi người hôm sau, tại vì đây là bài hát cuối cùng buổi sáng của mình, cũng là show cuối cùng tụi mình chơi trong ngày hôm nay. À, hẹn gặp lại mọi người vào ngày sau. Mọi người biết bài gì mà đúng không? Biết bài gì mà đúng không? Bài gì? Mình không nghĩ là có nhiều bài ở cái nhạc của nó sẽ đến như thế. Và nói một lần nữa tôi muốn lại. Thank you.
với nhau lần cuối nha. Thì mình có thể xin anh Liên Pháp của tất cả mọi người một khoảnh khắc cuối cùng. Và nói như thế này: thưa đêm nay có mấy khi ta say, vỗ tay.